Nai công hoa mang thần tiên tứ trợ công tàng ô phương sư giải
chi ban đồng từ dâm ni đạo tướng quân tìm liền tai cây ngụy vương hành thiển trí đức tôn thần đương cảnh thành hoàng bản thổ cuối anh linh nghi chết ni nga ngữ ni cung ni nga ni nga nhập quan lai tốc giang bản làn thần ni hà tai ya tốc tốc ni ya hoa ni ya mộc ni ya ương ni ya đệ nhất trảm mộc mộc tử nhân xương binh ni ca các ca xương đệ hà nhị ya trảm mộc vì mộc tử huynh xương binh ca xương đệ tam ma trảm mộc mộc tử nhân sinh binh ca xương đệ tứ a trảm mộc mộc tử nhân sinh ma ni ya mắt xương đệ ngũ a trảm mộc nhân sinh binh ca xương huy vong hồn tốc táo huy nga linh dương mà cái thành ấy Thank you, Phật Minh Độ.
bản thân thì địa bàn vương bỏ ban nam mô đại thanh tiêu bạc mình đầu bản thân địa bàn vương bỏ lợi sự kim ma thần trai cô ai tử bùi văn ma bình bùi văn khuê bùi văn tám bùi giá nữ bùi thị vui bùi hà thị vẻ bùi thị quân bùi thị thuất bùi thị toán bùi thị hường bùi thị dương hôn tử đỗ hoa thị hiệp Vương Thị Mến, Nguyễn Thị Oanh, Tế Tử, Nguyễn Văn Phong, Mai Văn Thi, Phạm Văn Dung, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thiên, Nội Hà Tôn, Bùi Văn Độ, Bùi Văn Hiển, Bùi Văn Toàn, cùng nam nữ tử tôn, nội tôn nam tử, nội tôn nữ tử, hợp đồng thương môn khuyên đăng phục vị vong hồn cố mâu vũ thị nhằm khuyên y nguyên mạnh sinh ngư kỳ máu y nhân mỗi nguyện nhật thời thọ bác y thập tự tuế tương tam tự tuổi đại hạn ư nhâm dần niên bác ký a nguyện thập tứ nhật mão thở y thọ chung thế mà phổ quyền nhập mây a hô thân như tịnh ngà bác trực nghỉ giáo bộ quang minh thượng nga phật tử vi thoái phá trùng trùng u ám giao lưu dân nổ chân ngôn cần thương con chỉ gà thành phố Hưng Yên, 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 Hưng Y
Bùi thị hương, bùi nhà thị nhà hương đi hôn ca tử, đỗ a thị nghiệp thị nhà nghiệp thị phương thị nhà thị nhà mê quyên ca thị nhà oanh tế tử thị nhà tế ra tử thị nhà nguyên tâm đi phòng thị mai văn thị thị phạm văn thị vô nguyên thị văn ca thành nguyên thị văn nguyên văn thị chiến độ nhà tôn ca bùi văn ca bổng bùi văn ca hiển thị văn toàn cùng nam nữ từ tôn hợp đồng thương tôn quyên đẳng thiết thần thị thị bạc đầu phong tinh nha hồn cố qua mẫu vũ thị nhà nhạc kỳ cung mệnh sinh hư kỳ mão niên muội nguyệt nhật thời thọ hưởng thị nhà bát tạc tư tuế niên đại hạ ư nhâm thi dần thì niên bát thi nha nhâm thi dần thì nhà niên bát thi nha nguyệt thập thì nhà tứ thi nhật mão thời thọ hà trung từ hà đắc thi thân thi đầu thị nha lộ hòa dục thị thân thi niên sa bạc dục thị kiếp tiêu thi thân thi dần thị nha nguyệt các nhà thiền thành thì pháp sư để vũ ra sư hương thi tiên thi nha âm thi bảo hương thi tham đàn thì khai nhất thi tận thì tiêu chư thi tiên thi thi tham tha thì sở thi tiên thi văn thi sinh bảo hủy ra hôn thi thi các canh đô thì kinh huyền nhật đan nhật cũng thiết thương hoan nay thi nga bạn đàn thần giác thi từ nay thi tận thì nhà giá giáo y phụ thì hành phật sinh thi nha ngục thì không linh hồn u a hùng thì phát tí nam siêu thi đăng thì hì nhà nhạc thi gia thượng hợp hành nghề cụ điệp thì nhất ra đạo thượng nghề cụ hành thì nhà và chúa giả thi hồng thế là bài ba kim ngân bạc bạc tiêu lô hà hoa trong gia đình để nên phát tang cho các con các cháu. A Di Đà Phật. Thầy cho chú Bình nên làm cái tang của chú. Kính thưa các kính chư tăng các Phật bè kính quý, bè ơi cho dầu chúng con có phải tin biết tận nơi đâu, đi tìm nơi cuộc trời cây quý đất, để chúng con kiếm được ra những điều tốt cho mình cứu người. Thì mẹ ơi, nay chúng con nào có gần ngày gì sớm quý nhân cha ơi, xin đáp định tử thì bất kỳ. Trên cuộc đời này có ai mà phút này được mệnh trời? Mẹ ơi, chúng con thân biết rằng có trần gian cũng chỉ là hơi tạm bờ, kiếp luân hồi là trời Phật ban cho.
thì bà hôm nay đây mẹ đã bồi quá. Mẹ ơi hôm nay mẹ đi đâu bồi bác hết tình cháu con. Để con thương cháu nhớ khóc ra cả nhà. Mẹ ơi nghẹn ngào xin phút chia đi. Để rồi áo khô ngăn trắng chúng con chút ngăn trên đầu. Đêm nay tôi cũng là đêm duy nhất chúng con đoàn tụ về đây bên mái ấm gia đình. Dạ ngày mai xin phút chia thôi. Khi nào mẹ về với chốn đất trời xa xăm. Mẹ ơi, con hình ấy vẫn ít đồng trong chúng con cùng với các cháu. Chị Quỳnh Hương vẫn còn bao nhiêu kỷ niệm của người thân nhân. Mẹ ơi, đêm hôm nay đêm hôm nay chúng con ngồi tiếp mẹ. Thưa mẹ ra, nhìn chúng con biết phải nào sao đây. Tạ mình từ mùa xuân, thích là các bạn cũng đã rơi rụng. Xa cháu xa con, mẹ ơi xa cháu xa con, mẹ về với đất Phật tổ tiên. Cõi dương gian, quỳnh biệt tử nay đã hết. Bao kỷ niệm đặng canh, bao gian chân vất vả vì cháu vì con. Ngày hôm nay cũng chỉ còn lại những ký ức cũ. Bên mẹ sợ tinh đã trắng hoảng những màu tăng. Cùng đức sinh thành dễ dụng nên chúng con biết nói sao cho hết. Biết thấy gì để chúng con báo đáp đền ơn. Mẹ ơi, nhớ ngày xưa chỗ ước mẹ lập. Tay vọng tay biến để rồi chỗ giáo sinh con. Chất chiều cổ sẵn cổ hoan. Mẹ ơi thế rồi tức không thiệt một tháng ngày nuôi con. Chỉ thảm mong cho chúng con máu khôn được. Được cơm to việc nhỏ trong nhà. Đến ngày nay chúng con đã trở thành rồi đó. Này anh nàng chúa đi mẹ lo cho chúng con việc gia đình. Mẹ ơi, sợ phút chi đi bệnh viện lúc này đây cũng đã bệnh giây phút sau cuối. Để các con, các cháu đoàn tụ về đây chiều tặng mẹ chiều nay. Sợ phút bệnh viện trên đi xả ngày mai đất về. Mẹ an nghỉ nơi ấy nghe là mẹ ơi.
pháp song nhi, mọi người đã nhận đã cáo từ đề. Xin mời các con trai tôi có thể cùng với các cháu khác người ngoài tổ phụ, chúng ta mỗi người thắp một phần nhân thương, bái biệt đã linh thương một người mẹ, người bà cũng như người cụ của bạn ít yêu của mình dần sau đuôi. Trân trọng kính mời các bác là trai tôi gái rể, mỗi người chúng ta thắp một phần nhân thương, bái biệt đã linh thương một cụ. Thank you.
này là hàng con trai đứng hai bên. Không, đúng một bên này hướng người ta đúng một bên thôi. Đúng bên nào thì được. Đúng một bên. Cùng thương tiếc quý biệt tụ, trân trọng kính mời các ông các bà quý vị các bác. Tại để tôi dành một phút mặc niệm bái biệt tụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm các chương quan, chờ đợi xác định tác chủ. Kính mời các ông quý vị các bác. Đi về phía trong nhà đó, các con cười hoa đi khi nghe một phù chia sẻ từ phía bên kia. Chúc thầy hoa tổ chức đi ra, khi được thuyết thọ ký mời hai con cố văn thắng và đùa cười hoa. Thầy đã sửa đổi nghe thơ thể đi phù gia đình nhà héo, kính thưa hơn một phù, được thêm phù mất gia đình. Chúng tôi anh em, chị em chúng tôi cũng đến tiếp là chia buồn cho gia đình và cũng có lắng nghe thêm có cây đã sáng để thắp để tiến cụ về nơi an nghỉ để nhớ để tưởng nhớ đến cụ trước lúc đi xa em chúng tôi đứng trước khi hài vừa lên tiếng của cụ dành một phút thập niệm. Phút thập niệm bắt đầu. Tiếp lời cho thầy đến các nguyện xin được chân thành cảm ơn trân trọng kính mời ông bà đi khóc thầy bản khách của các ban chầu 7:30 sáng mai về đến bên cụ sau đây ăn nghỉ cuối cùng nay để đại trận sang quốc cháu con trước khi ánh thờ kính thiêng lên cổ cụ đoạn xin được phát nén tâm thương thành tâm nguyện chúc tinh hồn người bình an vô cùng thương tiếc quý vị cụ kính mời các bác lần lượt lên pháp tuần trang thương bái biệt cụ sau đó chúng ta để tâm dành một phút mặc niệm bái biệt thanh niên gương bổn cụ người thân của mình lần cuối. Một phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, đi nguyện cũng được khép lại. Trân trọng kính mời các bác trở lại bàn khách uống nước ăn trầu cùng chân long đo ban công việc cho cụ từ giờ tích nhi của được mộ yên vô cùng đứng đau và thương tiếc. Này chỉ biết sửa lĩnh danh thân bỏ qua tươi đẹp quả bể tinh kinh quyến cho lĩnh thương buồn cụ và dệt cho nỗi buồn cùng tác quyết ngày tăng vô cùng thương tiếc bái biệt người thân của mình kính mời các bà cũng như các bác trong đoàn ta dành một phút mặc niệm bái biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua kính mời các bác nên phát tuần trang thương bái biệt cụ sau đó chờ đầy bạn khách uống nước ăn trầu chia buồn cùng gia quyến 7:30 sáng mai về đây dự lễ tông chung di quan đưa cụ về với đài quát thân văn điện Hà Nội gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Ba tổ chức lễ tang kính mời đến viếng của ông bà Tuấn Biên trở về từ tỉnh Hà Nam là anh em đồng thao quý hiền nhận được tin cụ bay bay ra đi. Xin chào kính mời hai bác đại diện đến pháp luật khen thương đặc biệt cụ chuyện đời của gia đình gia chủ. Xin chào kính mời quý vị trở lại bằng khách uống nước ăn trầu kể chế độ buồn cùng tan quyến tiếp tinh hồn cụ sớm bình an khi đã cụ về với đất trời cội nguồn ngào ngắt không còn nữa nhưng nay đã tròn nghĩa vẹn tình với cả trước dân toàn nhau quý biệt cụ và sĩ chế độ buồn cùng gia tăng quyết quyến ngày nay trân trọng kính mời quý vị đại diện trở về từ tỉnh tuyên quang đến pháp luật khen thương bái biệt cụ. Thank you.
đồ rẻ nó gì? Dầu ăn, dầu thắp. Dầu thắp ấy. Khi chấm này nó sẽ lâu mất. Ê, đứng đây đi. Rót hạt cho bác. Chuyện đời của gia đình Phan Gia Thuyết Nguyễn xin được đón nhận đến phúng viên kính mời ông cũng như mời bác trở lại bàn khách uống nước ăn trầu trên một vùng xa quyến 7:30 sáng mai vậy đêm đến đây cụ sang hơi ăn nghỉ cuối cùng. Cuối cùng tôi tiếp vĩnh biệt cụ để trân trọng kính mời hai bác để thân ta dành một phút mặc niệm tự nhớ bái biệt có những hương hồn cụ đằng sau muối. Một phút mặc niệm bắt đầu. Trước bàn thắp nến tâm hương thầy tâm kính chúc cụ thời bình yên. Cụ cùng thân thiết vĩnh biệt cụ mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin chào kính mời. Chuyện đời sẽ đến ta quyền kính mời bác đại diện trước bằng sân nếp thân thương thành tâm kính chúc cụ thời bình an. Bạn kính tăng kính mời hai bác đại diện dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bái biệt cụ. Chuyện đời của thầy Thanh Nguyễn xin chân thành cảm ơn sớm từ trần. Chỉ còn một lần tình nghĩa hiếu chung tuần đã bình nguyện ngày nay để thành tâm nguyện chúc linh hồn người bình an. Quý vị cụ chân chào quý vị đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thực tiết quý vị cụ mời ông dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phần phút mặc niệm đã qua, chân trọng ít. Vô cùng thương thiết quý vị cụ, mời ông cũng như mời bác đi khắp tận nhà thơ bái biệt cụ. Sau đó dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cụ. Phần một phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời quý đoàn trở lại bàn khách ăn trầu uống nước, gia đình có lời cảm ơn. Vô cùng thương thiết quý vị cụ, kính mời bác trở lại bàn khách ăn trầu uống nước trên bồi cùng. Thành tâm kính chúc cụ về bình an. Trước khi ảnh thờ những thiên nhiên cổ mộ đoàn phát lễ tôn nhang. Để nguyện cầu anh linh các bậc cụ về với chốn tây phương thanh bình. Chuyện đời gia đình tăng chủ xin chân thành cảm ơn. Kính mời đến hai bà trở lại bàn khách ăn trầu uống nước cùng sẻ chia nỗi buồn với gia đình. Để về đây thắp nén nhang thơm thành tâm nguyện chúc cụ thời bình an. Quý vị cụ một phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, trả lời gia đình tăng chủ, kính mời quý vị trở lại bàn khách uống. Bảo hòa xe quê cổ về nơi tiên tổ. Đêm này trần gian phúc cháu con. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tăng quyến. Hôm nay nhận được tin cụ 250 qua đời về chầu tiên tổ. Hội đồng lớp khóa 80-81 chúng cháu cùng con trẻ cụ hôm nay về đây có lén hương thơm, có vòng hoa tươi. Trước là chia buồn cùng gia đình tan quyến, sau thắp nén nhang tiếng tiếng hương hồn cụ. Một lần nữa cho phép chúng cháu xin kính chúc cụ về nơi kinh suối an giấc ngàn thu.
cuối cùng khi chia buồn cùng gia đình của Tam Phước. Về nơi an nghỉ cuối cùng, về đài quá. Cuối cùng trước tiếp quý vị cùng mời hai bà dành một phút mặc niệm, chúc mặc niệm bắt đầu. Quý bà bình an, chúng ta biết mời các bác đi về phía trong nhà, thăm đi miếu cổ cụ, sau đó điêu ngài bạn khách uống nước ăn trầu chi buồn cùng gia quyến để gia đình chúng tôi. Kính thưa các vị tổn phụ, thưa gia đình tam chủ, hội các già làng cao tường nhận được tin vụ về quái lính này, hội xin kính viếng hương tổn phụ và chia buồn cùng gia đình. Trong phút đau thương nghiệp ni vô tận, hội xin dành một phút mạng liệt, phút mạng liệt bắt đầu. Kính thưa các cụ, trước phong linh hồn cụ, vĩnh kiệt cụ, giấc cụ, vĩnh ngàn ở miền núi yên mãi mãi. Chuyện đời của gia đình ta quý chúng con xin được chân thành cảm ơn, trân trọng kính mời các cụ trở thành bạn khách ăn trầu uống nước 7:30 sáng mai, vậy nên lưu niệm thi hài cụ về với nơi an nghỉ cuối cùng để gia đình chúng con xin thưa lời cảm ơn. Kính thưa Phương Hồng Bắc, kính thưa toàn thể gia quyến, nhận được tin bác 250 về với tổ tiên anh em thứ sáu là bạn học của vườn con gái của bác, có lén hương thơm, có vòng hoa tươi, kính thưa Phương Hồng Bắc, chúc bác về nơi với bạn an giấc hình ảnh vuông. Kính về bác, anh em trong đoàn dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Hà Nội, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chuyện đời của gia đình tam chủ xin chân thành cảm ơn. Chân trọng kính mời các bác nhận được niềm phát tuần nhanh hơn bán biệt cụ. Thế là bộ bảy khói Phật không còn nữa, nơi đã chọn yếu bệnh tình cả trước sau, vô cùng thương tiếc cụ, một phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chủ đi để lại muôn ngàn tình thương, trước giờ phút âm dương cách biệt, tuần trang này nguyện cầu cho những gương mặt cụ sự bình an. Chuyện đời gia đình tam chủ xin chân thành cảm ơn, kính mời các bác trở lại bàn khách uống nước ăn trầu chi buồn cùng gia quyến. Chiến binh thôn Ngọc Hà, Hà Giang có tất tần đang tâm phòng hoa tươi về kinh viếng, xin trân trọng kính mời. Tôi đã đến nhà tôn một cây giấy trắng, kính cho cây gầy một tấm lòng son, mây bồ bao cổ núi non, thang mây nhẹ bước tựa hương tận đường. Chiếc anh linh hồi cổ đại diện chùa cựu chiến binh thôn Ngọc Hà, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, xin kính dân tuần hương thông và thành tâm cầu chúc hương hồn cụ được bình yên. Vô cùng thưa quốc cụ, xin trân trọng kính mời quý vị đại diện tôi cựu chiến binh để tâm dành một phút quý biệt cho mọi cụ, phút quý biệt bắt đầu.
xin thay đổi cho đạo quyến xin chân thành cảm ơn các vị đại diện của cựu chiến binh thôn Ngọc Hà, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã có buổi nhan tôn bỏ hoa tươi và kinh viếng, xin chân thành cảm ơn. Con xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đến đại diện các cán bộ và nhân dân chi hội phụ nữ thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nhờ tiên cổ ngày mai đi xa về đường quê tổ, cho này cũng sẽ được nhan tôn bỏ hoa tươi và kinh viếng, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị hội phụ kính quý, khi nhận được tiên cổ 250 về quê ẩn tổ tiên, về trước phong linh hồn cổ, đại diện các cán bộ và nhân dân, đại diện chi hội phụ nữ thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, có thể gửi nhân tâm bỏ hoa tươi về kinh viếng các hồn cổ. Trong giờ phút đau thương chi ly thí điểm này, trân trọng kính mời đoàn dành một phút vinh đẹp cho hồn cổ, phút vinh đẹp bắt đầu. Xin tay người cho tiếng xin chân thành cảm ơn. Anh nhà tỉnh Tân tiếp trận đường trận được gần, gặp tôi cùng trẻ với sầu cùng kia, về trước anh linh hồn cổ đại diện cho đình thông cao ở Hà Giang, chi phí dân tuần hương tâm và thành công cầu chúc quân hồn bình yên vô cùng thương tiếc phụ. Xin trân trọng kính mời đoàn để tâm dành một phút thí điện, phút thí điện bắt đầu. Xin thay đổi cho mình xin chân thành cảm ơn. Xin tập trung về đoàn trở lại và những bức tâm trầu xin chân thành cảm ơn. Xin thay đổi cho đặc biến xin chân thành cảm ơn. Sau khi tác vụ xong xin tập trung mời các bác trở lại và những bức tâm trầu cho mình xin chân thành cảm ơn. Xin đón được đến đạo nguồn. Sau khi tất vọng xong, chúng ta cũng mời các bác trở lại bản nữ sư chầu. Cho nên những ban tổ chức kết đám xin chân thành cảm ơn. Giờ tiên cổ của bác đi xa về vùng tiên tổ. Giờ này cũng sẽ bệnh nhau tôn phòng hoa tươi về tiên tiến. Xin chân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong thôn, trong xã và ngoài xã, kính thưa gia đình trang chủ, nhận được tin cụ Vũ Thị Nhạc sinh năm 1939, sinh quán tại Cao Đường, phường Nam Sơn, thành phố Nghiên, tỉnh Hưng Yên, trú quán tại tổ 12, thôn Cao Xã, xã Hồ Cường, thành phố Nghiên, tỉnh Hưng Yên, do cụ tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 6:30 ngày 9/9/2022, tức ngày 14/8 năm Nhâm Dần. Cụ hưởng thọ 83 tuổi. Tôi xin thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Cao Xá cùng các ban ngành đoàn thể có vòng hoa tươi, có nén hương thơm đến thắp hương chia buồn cùng gia đình trang chủ. Để tưởng nhớ đến bà khi bà còn sống, tôi xin kính mời quý vị đại biểu cùng các cụ, các ông, các bà có mặt tại gia đình trang chủ dành một phút mặc niệm vĩnh biệt. Phút mặc niệm bắt đầu. Chào mừng kính thưa các ông, bà đại diện công tác bộ và nhân dân thôn Cao Xá, thưa công tác và đại diện cho các ban ngành đoàn thể của thôn Cao Xá, trong giờ phút đau thương kỷ niệm tiết điểm này, như chỉ quyền của gia đình cho các ban tổ chức tiết tăng xin thay lời cho đạo quyến chân thành cảm ơn đoàn đại biểu đại diện cán bộ và nhân dân trong thôn. Xin trọng kính mời đoàn trở lại bản nước sư chầu và bất cứ thời gian 7:30 buổi sáng ngày mai,
trở lại gia đình ăn trầu uống nước để tổ chức buổi lễ tông chung liên quan trên đưa cụ về nơi nghỉ cuối cùng trên thân thể luôn. Lần cho cuối xin trân trọng kính ơn để tâm dành một phút để vĩnh biệt vong linh hồn của cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Có thể vĩnh biệt cụ một lần cho cuối xin trân trọng kính mời các bác để tâm dành một phút vĩnh biệt thương hồn cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Xin chân thành gia quyến, xin chân thành cảm ơn. Sau khi tắt vô sông, kính mời các bác lại bàn nước ăn trầu để chờ 30 phút buổi sáng ngày mai trở về gia tăng để tiên đưa cùng về cho đêm kỷ thức cùng. Để chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đoàn trở lại bàn uống nước xin chào bày ra bát cổ nhân nhân thương bệnh viện tối nay để cầu công cổ xứ suối bằng bình an. Cổ cùng thân thiết bệnh viện cổ mời ông dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đại tân nhang hương bệnh viện trong ngày đau thương, cuối cùng thương tiếc bệnh viện cụ, trân trọng kính mời đoàn có đôi lời phát biểu trước buổi cùng ban khuyên. Kính thưa phong linh hồn, kính thưa toàn thể tam quyến, nhận được tin cụ đã về với tiên tổ, gia đình cháu Lù, cháu Thuyên, cháu Phương, cháu Mai Điền ở cao xá Hùng Cường. Giờ này về trước linh tràng, kính thương nén hương thơm vĩnh biệt và chia buồn cùng gia đình. Trước giờ thuyết chia xa, chúng cháu xin được một phút mặc niệm và cầu chúc cho vong linh hồn cụ siêu thoát mát này. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện đời của gia đình các chủ xin chân thành cảm ơn. Kính mời các trở thành bạn khách ăn chủ. Chúc bạn xuân đẹp nhan thương. Kính mong cụ dưới dưới bạn chứng tâm. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa gia đình có thể hiếu, hôm nay kính thưa ở Liên Phương như là ông Truyền và Phương Nhân Gia như ông Tán quay lại chưa đến không có và vào hoa tươi lắm hương thơm nhiều tinh viên hương ngọt cụ và đồng thời chi buồn cùng giáo thuyết. Tôi mới là trở nên xin chúc cụ hung khi vàng án đất gà hung. Cụ cùng thân thiết kính về cụ trân trọng kính mời đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm của đoàn đã trôi qua, đi đến các điều phép này, trân trọng kính mời quý vị trở lại bàn khách. Phục vụ thân thiết kính biệt cụ, trân trọng kính mời bác đại diện cho đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thương tưởng niệm kính biệt cụ lần cuối. Phút mặc niệm bắt đầu.
tiệc đã qua, tuyệt vời quý đoàn trở lại bản khách. Thành tâm tính chúc định một người bình an. Cô cùng thân thiết bệnh viện phụ, sau khi đoàn đã tắt tuần nhang xong, mời bà cô chú bác trong đoàn trở lại bản khách uống nước ăn trầu trên một cùng thân quyến. Tân hương kịp mong người dưới dưới bàn chân tâm tương biệt cụ nếu biến ra được hoàn tất mời bác trở lại bàn khách dùng nước dùng trầu chuyện đời của gia đình tăng ra quý quyền tiết lương phật thân bệnh viện ngày nay để phong cụ dưới dối địa bàn bệnh an cô cũng thương biết bệnh viện cụ kính mời các bác dành một phút mặc niệm bắt đầu. Trở lời gia đình gia chủ kính mời các bác trở lại bàn khách ăn trầu uống nước gia đình có từ đời cảm ơn kính mời tháng ơn xây búa chia phôi kính mong cụ nay an nghỉ đất trời bình an vô cùng thương tiếc bệnh viện cụ kính mời các bác lần lượt lên tóc tượng nhang thơm bái biệt anh đi nơi một cụ là người thân trong dòng họ Bùi lần sau cuối hôm nay dòng họ Bùi chúng tôi được nghe tin cụ 25 về già. Gia đình họ Bùi chúng tôi đến chia buồn cùng gia đình. Mong gia đình bất chút chia sẻ những nỗi đau buồn này vơi đi. Cuối cùng kính chúc quý vị cụ kính mời các bác trở về từ dòng họ Bùi dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cụ. Ông trở về gia đình tăng quyến xin mời quý vị trở lại bàn khách ăn trầu uống nước chia buồn. Cuối cùng thưa quý vị việc cụ để trân trọng kính mời hai ông dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Trang chủ kính thưa các hồn cụ, được tin cụ mất, hội người cao tuổi đình Trung Hà thôn Cao Xá chúng tôi cũng đến chia buồn cùng gia quyến và cũng có lắm nhang thơm, có cây ánh sáng để thắp dâng lên cụ để đưa cụ về hầu lễ tiên tổ để tưởng nhớ đến cụ. Hội người cao tuổi chúng tôi đứng trước thi hài và linh cữu của cụ dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đức đời cho gia đình tăng quyến chúng con xin được chân thành cảm ơn đến các cụ trong hội người cao tuổi trở về gia đình xin chân thành cảm ơn. Mời quý đoàn để tâm dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện đời gia đình tham gia quý quyến xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời quý vị đại diện cho đoàn phát tận nhắc lên trở lại bằng khách dùng nước được cầu cho một cụ tăng quyến. Tuần nước đời trường thứ 5
cùng với con cháu của cụ. Bằng nghĩa tang xin chân thành cảm ơn quý người bà trở lại bằng khách uống nước ăn trộm cơm. Chủ đời của gia đình tăng chủ xin chân thành cảm ơn trân trọng kính mời hai bác đưa bác để bàn bên ăn trầu uống nước cùng sẻ chia nỗi buồn với gia đình tăng quyến. Mời các bác trở lại bằng bên ăn chúc đoàn xin được phát nén nhang thơm thành tâm nguyện chúc linh hồn người bình an. Chuyện đời của gia đình tăng gia quý quyến xin chân thành cảm ơn. Sau khi đoàn đã phát tờ nhân kính biệt cụ đã qua, kính mời hai bác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Trên đời sẽ được kính thưa các cụ, kính thưa gia đình tang quyến, thưa bao linh hồn của cụ. Cụ Huyền tình thông gia với cụ cùng các con cháu nhận được tin cụ 250 về với cõi vĩnh hằng. Đoàn anh em cháu có bông hoa tươi, có nén hương trầm, cây đến sáng đến với gia đình tang quyến để thắp hương chia buồn với đau đau thương mất mát vô cùng thương tiếc. Tổn thất này thật là lớn lao. Đức chức phong hồn của cụ, cháu thay mặt cho đoàn chúc cụ về với cõi vĩnh hằng được an ngủ, tức ngàn thu được thanh thản và siêu thoát. Đoàn sau khi ngừng lời tưởng nhớ khi cụ còn sống, đoàn dành một phút mặc niệm đến với cụ được bắt đầu. Đến đời cho đại gia đình tăng quyến, ban tổ chức lễ tang xin được đón nhận lễ phong quyến. Kính mời quý đoàn trở lại bàn khách uống nước ăn trầu sẻ chia nỗi buồn cùng tăng quyến. 7:30 sáng mai để tưởng nhớ vĩnh biệt cho linh hương hồn cụ lần cuối, kính mời các bác dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Niềm đã trôi qua, lễ viếng cũng được khép lại. Trân trọng kính mời tổ nhân được niềm mong ngày chứng tâm. Chuyện đời của gia đình tăng chủ xin được đón nhận lễ viếng và chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời quý vị trở lại bằng khách uống nước ăn trầu cùng sĩ. Kính lệ hương hồn cụ, thưa gia đình tang chủ, được tin cụ từ trần, chúng cháu đại diện cho hội đồng môn 7980 với con trai cụ là ông Bùi Văn Phê và con gái cụ là bà Bùi Thị Quất đại diện hội đồng môn về đây có một chút hương hoa dâng viếng hương hồn cụ, bày tỏ lòng tiếc thương và cầu mong cho hương hồn cụ sớm được siêu thoát về nơi cực lạc. Vậy là cụ đã đi xa, đây là một mất mát lớn đối với gia đình. Trong giờ phút đau thương này, hội đồng môn chúng cháu xin được sẻ chia và cảm thông sâu sắc tập thể gia đình. Mong gia đình sớm vợi bớt nỗi buồn đau để vượt qua những khó khăn này.
cụ đã đi xa mãi mãi về với tiên tổ. Cầu mong các cụ ở nơi suối vàng gặp yên giấc nghìn thu. Vĩnh biệt cụ, xin để một phút bằng niệm cụ. Phút bằng niệm bắt đầu. Giờ phút trên đỉnh biển đầy xót thương vô hạn, ban tổ chức lễ tang nhận được sự ủy quyền của các con các cháu cụ, xin được đón nhận lễ cúng viếng chân thành cảm ơn đến hội đồng môn năm 1980 với con của cụ đã về đây thắp tiến cho đỉnh thương của cụ sẽ chia đôi buồn cùng thắp quyền mời đoàn nhân quốc này bái biệt cụ. Kỵ mười bà cũng như bác nên tác tượng nhắc tư tưởng niệm kỵ biểu cụ, sau đó trở lại bàn khách ăn trầu uống nước cùng sẻ chia nỗi buồn với gia đình tăng quyến. Anh em những con là hội đồng niên của tám là hội của Hường Quang cũng bớt chút thời gian con nén hương thơm để kính viếng cho một cụ. Anh em những con không biết nói gì, xin kính biệt cụ, xin một phút mặc niệm cụ. Các bác trong giây phút trên biển biển nước đời gia đình tạc quyền ban tổ chức liên hoan xin chân thành cảm ơn trân trọng những người các bác trở lại bàn khách ăn trầu uống nước vào 7:30 sáng mai phải... thưa gia đình tăng chủ, kính thưa các linh hồn bà, nhận được tin bà 20 và 25 về già về với tổ tiên thì em những tôi là hội tất già mình làm thôn con xá có vòng hoa tươi có lén hương thơm đến sắp hương kính viếng vong linh hồn bà về nơi tiếng suối yên giấc ngàn thu để tưởng nhớ những khi bà còn sống thì em dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phật kính thưa các cụ đại diện cho hội tác giả định đạt thôn cao xá đất đời trường thứ năm con của cụ ban tổ chức lễ tang chúng con xin được đón nhận lễ cúng viếng trân trọng kính mời quý các cụ trở lại bàn khách uống nước ăn trầu vào 7:30 sáng mai. Đại hương dân tuần nhang thơm thầy tân để tùy chúng con nguyện chúc cụ thời bình yên.
Chuyện đời của gia đình tăng chủ kính mời các bà cũng như các bác trở lại bàn khách uống nước ăn trầu. Chị bộ cùng gia đình tăng quyến đặc biệt kính mời bác trở lại bàn khách. Bye.
cầu siêu dẫn đường cho những nước một cụ sớm về với cõi đất trời của một tiết độ được làm ăn quan rất vì nước này cho trường thứ năm che sâu cái rể cháu chắc của cụ gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn. Bye.
Thank you.